Chào mừng các bạn đã trở lại với M2 Deal Channel. Đây là video bộ sưu tập về các lá bài đồ hiếm Secret Rare của các quái thú hệ dung hợp. Nếu các bạn chưa xem video bộ sưu tập khác, các bạn có thể bấm vào cái link đang hiện trên màn hình để cùng xem những cái bộ sưu tập khác các bạn nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ có là Return Beat Ulti Abelio. Đây là một quái thú của series card là Return Beat ở cái đồ hiếm Secret Rare. Nó có 6 sao. Và đây là đồ hiếm Secret Rare các bạn nha. Mình có thể nghiêng cái góc cho các bạn xem. Cái phần mà bóng bóng phía dưới cái lá bài ở đây, các bạn thấy đó chính là cái hiệu ứng của Secret Rare. Kế tiếp chúng ta sẽ có một con quái thú level 6 nữa, đó là Return Beat Ulti Kana Hawk. Kana Hawk các bạn. Cũng là 6 sao. Mình sẽ như thế này cho các bạn nghiêng cái lá bài cho các bạn nhìn rõ được cái hình của con quái thú này. Các bạn, một cụ ong cưỡi trên một con chim. Này các bạn thấy rõ chưa các bạn? Kế tiếp chúng ta sẽ có Return Beat Ulti Bellafin, một cô gái cùng với cá, con cá heo. Đây là hệ Aqua, sức tấn công là 200 thủ 2008. Thì Return Beat này chủ yếu các bạn ra sân các bạn đặt nó phòng thủ để mà tận dụng cái thủ cao của nó. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có là Oz Ivorstek Dragon, một quái thú 7 sao, sức tấn công là 2005 thủ 3000. Đây là một trong những quái thú chủ lực ở trong cái bộ SI của chúng ta. Thì nếu các bạn có là fan của SI, chắc chắn các bạn sẽ nên tìm cái lá bài này để bổ sung vào bộ sưu tập của mình nha. Nói chung thì cái lá bài này cũng vừa được in lại thì phải, nên nói chung là giá của nó không mắc lắm. Chúng ta sẽ có là Amulet Dragon ở cái level là 8, một quái thú hệ Dragon. Thì các bạn có thể thấy là con rồng này phía sau là Dark Magician, phù thủy áo đen đứng ở trên lưng của nó để mà điều khiển nó luôn. Sức tấn công là 2009 thủ 2005. Kế tiếp chúng ta sẽ có là Chimera Tech Over Dragon, một con quái thú trong cái bộ Cyber Dragon của chúng ta, với sức tấn công chấm hỏi thủ chấm hỏi. Thì công và thủ của nó sẽ bằng số lượng công của nó sẽ bằng 800 nhân với lại số lượng nguyên liệu được dùng để dung hợp ra nó. Thế nếu các bạn là dùng 10 nguyên liệu dung hợp ra nó thì các bạn có thể có công là tới 8000 luôn. Kế tiếp chúng ta sẽ có là Dragon Knight Draco Esquite, sức tấn công 3002 thủ 2000. Đây là số sao các bạn, 2, 4, 6, 8, 10 sao các bạn nha. Một con quái thú dung hợp, được dung hợp từ một con quái thú hệ rồng mà là Xích Rô, kèm theo đó là một quái thú chiến binh để tạo ra kỵ sĩ rồng này. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là Blue Eye Ultimate Dragon ở độ hiếm là Secret Rare. Đây các bạn, cái chi tiết Secret Rare này. Thì đây là cái kẹt ở mã cũ, cái lá bài ở mã cũ. Chính vì vậy mà cái chi tiết Secret Rare nó sẽ làm mờ mờ ảo ảo và nổi hẳn cái hình ảnh của cái quái thú lên, nhìn cực kỳ chất luôn các bạn. Trong khi đó một số lá bài hiện nay thì họ sẽ không có làm được cái điều này. Mà các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng Secret Rare sẽ tràn ở trên lá bài luôn, làm cho cái lá bài không được đẹp chút nào. Rất đẹp không các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi về video cái lá bài dung hợp này. Sẽ có cái video của sưu tập khác nữa các bạn đón xem nha. Cảm ơn các bạn.